đầy nùng và xe đang đưa cả nhà mình đến với khu nhà sàn của người Thái, thì cả nhà mình sẽ xuống nhà sàn của người Thái không ạ? Hay là mình sẽ đi thẳng xuống khu làng khai, đó là các dân tộc ở vùng Trường Sơn Tây Nguyên như là Ba Na, Tà U, Đắc Lê nhá. Điểm thứ năm mà là thăm làng văn hóa nó phải bắt xe ô tô. Dạ vâng, có khu làng của mình có 3 cụm điểm. Cụm điểm thứ nhất là cả nhà mình vừa đi chơi rồi ạ. Đó là cây trồng núi cao. Còn cụm điểm thứ hai đó chính là các dân tộc vùng Trường Sơn Tây Nguyên, Ba Na, Tà Ôi, xe chuẩn bị dừng. Và cụm điểm thứ ba cũng là cụm điểm lớn nhất của làng, đó chính là chùa Khmer và tháp Chăm ạ. Dạ vâng, Ba Na ở bên đây ạ. Sau khi tham quan Ba Na xong thì cả nhà mình lại quay trở lại điểm để xe đón mình tiếp tục vào trong làng Ba để tham quan ạ. Nhà mình ai không xuống thì ngồi gọn vào ghế đấy ạ. Các bác lên, các bác thử đã để cho người ta xuống đã. Em không phải ta nào, bác nào xuống thì xuống đi ạ. Bác nào xuống thì xuống đi ạ. Bây giờ đang dân tộc Ba Na để chuẩn bị vào đây thăm dân tộc làng Ba Na. Đây mà đi lên trên trên này có tí. Đây là khu nhà rông. Nhà rông làng Ba La. Bây giờ mình sẽ lên đây tham quan các bước chân lên đây là lên các bậc của nhiều ma lắm, trong này có ma. Nhà rông của dân tộc Ba Na, trong này là có các trưng bày về của nhà rông, là cái khu bếp đun của các dân tộc. Đây là cái trống treo và còn đây là chuông chiêng, các chiêng cầu chiêng. Đấy, sẽ thăm đưa các bạn tham quan hết một vòng của nhà rông tượng trưng của Ba Na, dân tộc Ba Na. Đây là rượu cần, các chuông rượu cần.
mình xuống đây. Bàn chân trầm trên đất lướt đi rộn rã vội hồi, tiếng hú bay xa chín suối mười đồi, cái cổng con chiêng đêm nay cũng thế. Đây là nhà ở của các hộ dân dân tộc Ba La. Mình sẽ vào trong đây tham quan các nhà có đồ vật dụng. Em ơi, nhà đây là tượng trưng nhà dân của người dân à chị ơi? Nhà ngủ của dân ạ. À, nhà ngủ của dân. Thế ví dụ trong nhà này thì là chỗ ngủ của người dân là ở chỗ nào chị? Thế mình tại nền mình thôi. Chỉ dài nền xuống đây là có nghĩa là ngủ là của các dân tộc của mình, của người dân tộc Ba Na đúng không chị? Dạ. À vâng. Thế chị là cũng người trong Ba Na ra ngoài này hả chị? Dạ. À vâng. Thế cảm ơn chị nhé. Chị dạ. Cho bà giới thiệu cho bà con mà xem ở cái đồ xem trong đi, vâng. Xem đi, vâng. Đây là cái gùi hả chị? Vâng. Vâng vâng, cảm ơn chị. Vâng vâng, cảm ơn chị nhé. Đây là bếp đúng không? Đây là thịt nướng, cá nướng. Vâng. Vâng, các đồ thực phẩm bà con dự trữ. Sẽ đưa các bạn đến thăm quan được. Bóc qua mạnh lên một em. Đi vừa rồi mình đi giới thiệu các bạn là khu làng Ba La. Chào, mình kết thúc video này, mình sẽ đi tiếp thăm tiếp các bản làng khác. Vâng, xe. Yeah.
Bây giờ xe đón toàn cái thăm các làng. Bảo đội xe xuống chỗ điểm đầu tiên. Xuống rồi. Đưa xe đây còn chỗ không? Xe đằng sau kìa. Xe xuống đằng sau để tiếp. Chắc là đi ra ngoài. Chắc là chắc.
Vô cẩn thận nha, anh đi để ý nó này.